trang điểm như mặt mộc để đi học thêm. Hè thì bắt học hè, vô năm thì bắt học thêm. Lỡ hứa với cô giáo là chỉ đánh đền tự nhiên. Bắt trước người ta múa cỏ này đánh đền nè, tưởng sao? Đẹp à? Quá trời, dữ dằn dữ dằn. Sẽ chưng mài nha, nhưng mà mùa mưa rồi mình chọn cái loại nào mà không trôi á. Đánh sóng mũi với bà đừng có đánh thẳng tràn như vậy đó, mình phải luồn qua con mắt giống như vậy nè. Cái màu son này tôi hay xài, mọi người hay hỏi và đúng tự nhiên luôn á. Nè, môi mọc cam thường nè. Không ai biết tôi tha son luôn. Còn này là kiểu ứng hồng tự nhiên, không ai biết mình đánh má hồng nè. Mình đánh theo một cái vòng tròn á, xong mình xoay rộng ra như vậy nè. Con mắt nó phải hồng hồng nữa cho một chút sức sống. Còn mấy bà mà không biết vẽ eyeliner á, khỏi vẽ, mình lấy cái tăm bông xong rồi mình nhúng vô cái màu đen đen hoặc là nâu nâu giống vậy nè. Mình hiếp con mắt rồi mình kéo đôi mắt xong rồi mình mới gặp một đường như vậy. Tay vú một cái nè. Đó. Hết hồn liền. Lẹ lẹ đi học cái gì rồi. Ok ha, thôi tôi đi học ạ. À.